té lần đó cái xương sống nó bị cụp á, cũng như mà mình gượng, cố gắng mình gượng đang đứng mà đứng không được. Nói với bà xã nói em ơi chắc cỡ này chắc nó liệt luôn rồi, đi không nổi rồi. Ở đây mình ở dưới cái gầm cầu vậy rồi, rồi xe họ chạy qua, rồi mỗi lần chạy qua là đùng 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 đùng, đúng không anh chị? Ai mua cá bóng không? Cá bóng xong mới bắt luôn. Nói chung ra không được gì, gia đình hạnh phúc được chỉ có nhiêu. Từ đó tới giờ gia đình là không có được đi đâu chơi đó. Rồi bữa nay có cái cơ hội có dắt đi chơi gì là vui lắm, mừng lắm. Chào mọi người. Trang cũng biết được chương trình Ngày May Mắn cũng khá là lâu. Cảm thấy là mình rất là thích chương trình này. Bởi vì chương trình giới thiệu những cái mảnh đời vô cùng là bất hạnh. Nhưng mà ở trong đó Vân Trang vẫn thấy được một cái điều rất là tích cực, rất là lạc quan từ những cái người khó khăn. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay nhà Trang cũng gần đây lắm. Trang cũng biết được một cái mảnh đời vô cùng là bất hạnh. Và Trang muốn giới thiệu với mọi người ha. Mọi người bây giờ đi theo Trang nha. Nhà Trang quận 7 thì gia đình của anh chị ấy cũng ở quận 7 đây, gần đây nè. Theo như Trang biết thì sáng sớm tầm khoảng 3 giờ sáng là ảnh đã thức dậy để đi chài cá rồi. Và vợ của ảnh thì sẽ mang cá ra ngoài chợ bán. Cho nên là giờ mình sẽ đi tìm ảnh nha. Có ảnh ở đâu? Mình cùng nhau đi muôn nơi và trao đi biết bao điều thật tuyệt vời. Chúc đi may mắn để nhận lời nụ cười. Và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Có ai ngờ, cạnh bên những công trình cao ốc kia, ngay giữa lòng thành phố, một gia đình 5 thành viên đang ăn ở sinh hoạt bên dưới và cầu bê tông như thế này suốt gần 2 năm nay. Anh Điện, quê ở Đồng Tháp, đã trở thành người thành phố bất đắc dĩ từ cách nay 17 năm. Ba mẹ mất, gia tài chẳng có gì. Anh lặn lội theo con nước mà phiêu bạt lên đến nơi phố thị này tìm kế sinh nhai. Gọi là lên thành phố làm việc, nhưng công việc của anh cũng chẳng khác nơi vùng quê là mấy. Bằng cái nghề lưới cá, đặt lợp mà ba mẹ để lại, anh cứ thế rong ruổi, lặn ngụp trong dòng nước mà mưu sinh, năm này qua tháng nọ, đến cả khi đã có vợ cùng ba mặt con. Từng mẻ lưới cá bữa được bữa không, con nước lúc lên lúc xuống, mưa gió bão bùng, chẳng đoán định được. Nghèo vẫn hoài nghèo chính là cụm từ đeo bám gia đình anh mãi suốt gần chục năm nay. Thì nói chung ra thì hàng ngày tới cái con nước lớn thì mình đi thả, tới giờ thì mình móc mồi ra ngoài thì mình cũng thả ra ngoài sông lớn nè, cũng như là một ký có mười mấy ngàn à. Cá phi bự thì ký được 40-50, tại vì là mình chiếc xuồng mình nhỏ là mình thả được 30-40 cái thôi, mà thả trong mé thôi, trong vạch, trong hốc người vậy thôi, chứ không có ra sông, ít có ra sông thả lắm. Khi giông bão một lần ngủ ngoài thấy ghê lắm kìa. Đi ba mấy chiếc xuồng này đâu có chỗ mà che mưa che nắng gì đâu. Cái đầu cứ lấy tấm ni lông á, cứ chụm lợi mà ngồi rút vậy nè. Cứ việc tát nước hoài vậy đó, đâu có ngủ được, thức sáng đêm vậy đó. Giờ ông giông ngoại ông giữ lo suốt đêm luôn á, ông đi ban đêm mà lo nguyên đêm đó là không ngủ được. Dù đã thử bỏ nghề cá để lên bờ làm các công việc như phù hồ, khuân vác, nhưng một lần tai nạn khiến cuộc sống anh chấn thương đã lại rẽ hướng anh quay về với cái nghề sông nước này. Chồng lưới cá, vợ thì bán cá, giấy tờ tùy thân không có, tiền bạc thì chẳng đủ để có mái nhà, mái trọ đàng hoàng. Vì thế mà chuyện con cái được đi học chẳng khác gì một điều xa xỉ, chỉ dám mơ ước đối với gia đình anh. Té lần đó cái xương sống nó bị cụp á, nó bị chẹo á, cũng như mà mình gượng, cố gắng mình gượng đang đứng mà đứng không được, chỉ bò không à, nằm xuống rồi bò bơ không à. Nói với bà xã nói em ơi chắc cỡ này chắc nó liệt luôn rồi, đi không nổi rồi. Rồi tới bà xã bà xanh, rồi cũng như mình hai bàn tay trắng, rồi lên có vay ngân hàng là 50 triệu.
thiếu bên ngân hàng vậy lên mình đóng tiền nhà trọ, đóng tiền con mình đi học, và đóng tiền bên ngân hàng nữa, là nói chung ra là mình không có cái khả năng luôn. Cứ thế mà một đứa con thất học, rồi đến hai, và có lẽ cả đứa trẻ thứ ba này. Khi những công trình kia mở rộng, cũng là lúc gia đình anh Điền chẳng thể ở lại nơi này. Di dời lên nhà trọ là điều buộc phải làm, nhưng cũng từ đó mà nỗi lo tiền bạc ngày một nặng nề hơn. Cố gắng từng ngày, nhưng cũng bế tắc từng ngày. Hai chữ tương lai, cả gia đình còn đánh vần chẳng được, thì huống chi là mơ ước, mong chờ. Mọi người thấy là ở khu vực xung quanh đây thì có rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng, cao ốc trọc trời rất là cao, nhưng mà cũng có những cái cảnh rất là miền Tây sông nước quê trang đó. Mọi người thấy không? Có dừa nước nè. Anh Điền ơi! Ai kiếm vậy? Anh Điền! Em giới thiệu với anh, em là Vân Trang, đến từ chương trình Ngày May Mắn. Đây là một cái ngày mà em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ mang tới một ngày thật là may mắn cho anh. Anh đang làm gì vậy? Đang đi kéo lưới. Anh ơi, anh biết em không? Rồi, anh nói anh không biết, quê lắm rồi. Nếu như ấy ra thì cũng có coi trên truyền hình thì cũng thấy mặt á, nên thấy cũng quen. Dạ, nhìn cũng quen quen. Mặt em nó cũng hơi công chúng một tí á. Dạ. Anh nhìn chắc cũng giống giống nhiều người. Ủa, nhưng mà ở trong này nhiều cá hả anh? Nhiều lúc thì cá cũng nhiều lắm. Nhiều luôn hả? Dạ. Wow. Thường là cá gì anh ha? Tôm, rồi có cua. Hả? Rồi cá, nhiều khi cá bóng cát, cá mít. Wow. Vậy rồi thường ngày anh đi kéo cá vậy, rồi vợ đi tìm sao trời? Nói chung ra thì nhiều lúc á mình cũng đi làm chui vô hốc vô kẹt này nè, để kiếm những cái chỗ mà người ta chưa có đặt á, là mình đặt chỗ nào mà mình cảm thấy không có nguy hiểm á thì mình làm. Nhưng mà có nghĩa là mình đặt lợp rồi mình đặt lưới nữa hả anh? Thì phải giờ làm hai thứ vậy, nhiều khi thứ này không có, mình nhờ được cái thứ kia. Nhưng mà là buổi sáng mình đi kéo thôi hả, rồi trưa chiều tối gì có kéo nữa không anh? Bây giờ kéo rồi chút nữa cái mình đi đặt tối đầu cái kéo, cũng như ngày mình làm hai lần. Dạ. Mọi người ơi, mọi người có muốn mua cá thì liên hệ với anh Điền mua cá nha. Cá tươi rối luôn, mà là cá sông nữa. Cá sông ăn là quá ngon. Nhưng mà anh, em thấy trên Sài Gòn vậy, sống đi làm khác mà. Mình đi kéo giống như miền Tây vậy. Mình ở dưới miền Tây mình chạy lên trên này rồi. Thì nói lúc trước thì cũng có đi làm công nhân phổ hộ á. Cái bắt đầu cái nó bị cụp cái sống. Cái làm nặng không nổi á, cái người ta không muốn nữa. Có quen biết mấy ông anh cũng nhờ người ta cho mượn tiền đồ, cái mình mua lưới, mua đồ gì mình sống. Nói chung ra thì không có dư giả, cũng đủ ăn hàng ngày. Nhầm người nói, ủa sao mà mày không chịu lên bờ đi xin làm bảo vệ đồ đặng cho nó khỏe. Nhiều lúc á người ta cũng thấy mình trời giông bão mình cũng vẫn đi làm á. Rồi nhiều lúc anh em bạn bè đâu người ta cũng sợ. Thì nói như mình cũng muốn lên lắm, mà đi làm bảo vệ thì tháng có 4 triệu mấy rồi, đâu có mà vợ con rồi mình ăn cái gì giờ. Anh, em cũng có kinh nghiệm bắt cá lắm. Anh cho em qua kéo phụ anh được không? Thì nói chung ra Trang có qua phụ được cũng rất mừng. Dạ. Ủa nhưng mà mình làm cái này bao lâu rồi anh? Thì lúc mà mới cưới vợ gì á thì nói chung ra làm cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi? Làm 10 năm. Nhưng mà anh, em thấy đi vô mấy chỗ này vậy nè, rồi có khi nào mình gặp nguy hiểm gì không anh? Ví dụ giống như là hả, rắn rít sâu bọ rồi cái gì vậy anh? Anh chỉ cái gì vậy? Anh định chỉ cái gì? Nói chung ra nhiều lúc thì cũng có hết hồn. Tưởng anh chỉ vô con rắn kìa hết cái gì. Em sợ lắm nha anh. Anh nhưng mà nhớ là cái cuộc đời của mình 10 năm nay mà làm nghề cá này có gì nguy hiểm không anh?
cũng như nhằm cái lúc mà cũng như mình mới mua lưới với xuồng này nè, mình đi thả cái mình ngủ mình giữ á, nhiều khi giông gió quay ngang cái nhiều khi là mình tưởng nó chết ngoài sông rồi. Trời đất. Ừ. Chết ngoài sông hả? Dạ. Có nghĩa là nó lật ghe đồ. Thì mình sợ tại vì giông quá mạnh đó, mình sợ sóng với gió nó đẩy lật hay là sóng vô chìm á. Thì cái năm đó là nói chung ra thì cũng đi thả với ông và vợ. À là vợ, ba vợ anh ngày xưa cũng đánh cá. À, cũng làm cái nghề này nè. Dạ. Chiều cái ông đi thả. Thả tối cái ông qua bển ngủ dữ. Dạ. Không biết ông ngủ cái làm sao rồi ông lộn xộn chết. Cái đó mình không biết ông trúng gió hay là ông đột quỵ hay là cái lý do làm sao. Là rớt xuống sông luôn. Thì cũng như là lúc mà ông chết, ông té đó, ông chết cái ông bấu vô cái bọt dừa. Cũng thả trong vạch nè, chứ thôi là cũng trôi ra sông rồi. Trời ơi. Thôi mình làm lẹ lẹ rồi mình đi về với chị ha anh ha. Dạ. Chết rồi. Mọi người nặng lắm mọi người ơi, không có đơn giản mọi người ơi. Nó nặng lắm nha. Ý cá nè. Cá kèo phải không anh? Cá bóng dừa á. À, cá bóng dừa. Ôi, thấy chưa? Hồi nãy nguyên một cái lưới này anh kéo lên không có một con cá nào hết. Em đụng tay vô là thấy hai con cá luôn nè. Anh thấy chưa? Không mà chắc người nhỏ nhỏ con đỡ phải khòm lưng á mọi người. Ảnh vậy nè, ảnh kéo vậy là lên. Còn Trang thấy vậy. Anh cái bẹ dừa nướng này là ăn được chưa? Cũng như giờ mình lấy da mình thử. Rồi chặt mình bỏ xuồng luôn. Nặng lắm á nghe. Về cho mấy đứa nhỏ nó ăn, nó vui. Vô đây chặt cho. Rồi nó rớt rồi. Đó, trời ơi, xuất sắc. Phẩm về vợ ơi, vợ ra mừng anh đi vợ. Ê. Thôi coi coi ba bắt được bao nhiêu con cá rồi. Nè, mình có một con cua, một con cá lóc. Bự mấy. Cua. Cua. Con thích ăn cua không? Thích. Thích ăn cua vậy thôi khỏi bán cua này anh ơi, để lại con mình ăn, con mình nó thích quá rồi sao bán được đúng không? Cho con ăn cua này nha. À, đây là My đúng không? Em của con là tên gì? Yến. Yến, còn Cú? Nhà tên ngoài là Đô, tên trong là Phú Yên. Tên Đô luôn hả? Dễ quá ha. Thế nên cũng dễ quá ha. Đô là được mấy tháng rồi anh? Nó là 8 tháng mấy. Ôi, dễ ẹt à. Ai ẵm được à. Cô đẹp không con? Cô đẹp không? Đẹp. Gật đầu rồi. Đẹp, ok. Rồi, bây giờ thôi. Con ở nhà với ba nha. Để chị, em đi với chị lên chợ ha. Giờ này chắc cũng trễ rồi đó. Tại vì nãy giờ hai anh em tâm sự nhiều quá ra là nó bị trễ cái giờ. Phải tranh thủ đi lên chợ bán chứ nếu không là bị trễ cái giờ buổi sáng người ta đi chợ mọi người biết không? Đổi đây đi. Ok, thôi mình đi. Nè, con qua chị nha. Là chị hai đi. Nếu mà em bán không được 300 em sẽ bù tiền vô. Thấy là bù tiền là cái chắc cứu. Anh chắc cứu. Chói cua đi anh. Yeah, đi thôi. Ủa, người thắng chân hả? Thắng chân nha chị. Lên ga. Ok. Thử thách hơn cho Vân Trang rồi mọi người ơi. Tại nãy nhiều chuyện với ảnh quá mà giờ về trễ chợ tan hết rồi. Thường á là mình ngồi đằng kia kìa. Mình ngồi đằng kia kìa mình bán. Người ta đi chợ vô đi ra. Còn bây giờ là chợ tan rồi cho nên là mình sẽ xách mình đi rau. Chị ăn cá không chị? Ăn cá đi chị. Cá xong em mới vớt lên luôn á. Chú ơi, ăn cá không chú? Con thấy trễ quá chú mua rồi. Chú mua rồi hả? Dạ. Có ai mua cá bóng xong không?
vậy mua cá bóng giùm nha. Nha chị. Dạ. Ok, có bọc đây luôn. Bọc quá, bán được rồi mọi người ơi. Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm. Được rồi mọi người ơi, có tiền rồi. Em mua cá bóng không? Cá bóng xong mới bắt luôn. Cô ơi mua cá không cô? Mình mua ủng hộ giùm em đi. Bây giờ nếu mà chị mua hết cái thau cá này cho em có khuyến mãi gì không? Chị, em nè. Chị muốn em làm gì? Em hát hay là em có thể hát, em có thể ca múa hay chị muốn ginh em về nuôi luôn cũng được. Thôi bây giờ nếu mà em rất vui, nếu mà em hát hay chị mua hết thau cá cho em luôn. Hát hay mua hết thau cá mọi người ơi. Hát gì giờ ta? Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Cảm ơn chị. Ôi em cảm ơn chị nhiều lắm 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 luôn. Tại vì hôm nay tại em mà chị đi bán trễ. Cái này là nhiêu vậy chị? Mấy ký là chị? 100 này. 100 chị. Dạ. Rồi. Dễ chị thêm 100 nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh thấy chương trình rất là thiết thực, dạ. Rất là hay. Anh thấy chương trình anh phát triển nhiều hơn và cho cộng đồng nhiều người được biết được cái chương trình của em. Dạ. 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 Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ. Chào em ha. Chào chương trình. Dạ. Vậy là Vân Trang bán xong rồi mọi người ơi. Cái quota lúc đầu của mình á, mình dự định là mình sẽ bán được 300.000 mà ở đây là được 260. Trang sẽ bù vô 40.000. Đây em gửi cho chị. Dạ. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi về nhà cùng với anh Điền. Coi anh Điền với hai đứa con ở nhà chờ vợ về làm sao nha. Để thông báo với anh một chiến lợi phẩm của mình ngày hôm nay. Bán rất là nhanh, rất là lẹ. Đi thôi mọi người. Rồi về rồi nè anh. Bán máu rồi. Máu à? Đó anh bán được nhiêu tiền nè? Đó thì như mình làm thường ngày nghỉ chắc bán chừng trăm, chưa tới 150 đâu. Chưa tới 150. Hôm nay em bán được 260.000 đó anh. Trời ơi, dữ là... chưa? Vậy là bán vậy là phải chi ngày nào cũng bán được vậy ha. Dạ. Mát quá ha, ở đây mát. Ở đây mát lắm. Ủa nhưng mà ở đây mình ở dưới cái gầm cầu vậy rồi xe họ chạy qua rồi mỗi lần chạy qua là đùng 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 đúng không anh chị? Đúng rồi. Sợ không? Ở đây anh chị có sợ không? Sợ hút chích đồ đó cũng có luôn. Sợ ổng đi làm đồ đó rồi còn có mấy mẹ con ở nhà đó. À, con gái đàn bà. Nhưng mà hồi đó là anh lên trên Sài Gòn trước xong rồi đi làm rồi mới quen chị. Đúng. Là hai vợ chồng mới cưới nhau. Là hồi đó rồi em thấy có một giai đoạn là mình ở dưới ghe là ở làm sao? Nghĩ là một năm là bao nhiêu tiền nhà trọ đó. À. Thôi giờ mình mua chiếc ghe mình ở nó đỡ cái phần đó. À là hồi đó là mua chiếc ghe là nhiêu tiền anh nhớ không? Chiếc ghe hồi đó mua là ghe cũ của người ta. Rồi giờ cây thì nó mục hết rồi, còn cái mê xi măng á là người ta bán là 3 triệu. À là bán cái ghe đó 3 triệu rồi giờ cái ghe đó đâu? Ghe đó bây giờ đậu bên đó đó. Đậu đó. Gì là cái ghe bên đó đó hả? Ừ, ghe bên đó đó. Trời ơi, mày giờ có ở đó nữa không? Có. Nó trùng ra thì nó bị mục hết rồi. Trời đất, là cái ghe này là cái ghe đầu tiên ghe mà anh chị xuống tiên. Dưới nước ở luôn. Ghe đầu tiên. Dạ, là lúc đó là có mấy đứa rồi? Lúc đó là có hai đứa rồi. Hai đứa rồi luôn. À là cách đây cũng phải 7 năm rồi. Lúc trước thì mưa gió thì nó cũng ở dưới ghe cũng nguy hiểm đúng không? Rồi thấy cái gầm cầu này cũng như là không ai ở. Rồi quay ngang mình thấy vậy thôi, mình đậu ghe về đây mình ở, dọn dẹp mình ở, mình đi ở trên đây cho đi tới đi lui cho mấy đứa nhỏ cho thoải mái. Thì hồi đó là nó đã sạch sẽ vậy luôn rồi hả anh? Không, dơ không. Lắm. Nó dơ. Châu chấu rồi hút chích đồ nó hút xong rồi nó lấy chấu nó lắp lên á giờ dọn dơ lắm. Là hai vợ chồng vô đây rồi tự dọn. Tự dọn. Tự dọn hết luôn. Trời ơi nguy hiểm lắm á, ống chích đó mà dính vô một cái là coi như là tiêu luôn á. Thôi mình vô trong ngồi đi. Ủa rồi cái giường này là mình tự đóng hả anh? Tự đóng, mình đi làm ngoài sông đó mình vớt gì. À mình vớt mấy cái cây gỗ về hả?
Rồi hai vợ chồng ngủ đây. Hai chồng ngủ đây. Rồi mấy đứa con? Mấy cái giường này là giường ta cho đó, giường tre đồ người ta bỏ á. Nhưng mà là ở dưới này được bao lâu rồi anh chị? Cũng hai năm mấy à. Người ta sợ ngủ ban đêm, người ta sợ cầu nó sập á, có nguy hiểm á. Rồi nhiều khi rồi công an phường rồi cũng vô cũng phiên rồi. Ở xa xa cầu mà, nhưng mà điện cái xa xa sao được. Mình xin che cái chòi thì cũng không cho. Tại vì bên đô thị nó đâu có cho đâu. Thì mình nhờ mình ở đây có cái là chờ bão mưa đồ á, là gió đồ mình không có sợ. Ủa nhưng mà cho em hỏi là ở đây rồi điện đốm mình sao? Thì lúc trước cũng có ông cậu quen bên đây nè, rồi cho câu điện nhờ. Cho câu điện nhờ. Nó còn tắm thì mình tắm nước sông. Tắm nước sông. Mình nấu cơm nấu nước thì mình đổi nước lọc gì mình nấu cũng. À mình mua bình nước lọc về để mình nấu cơm. Rồi vệ sinh rồi ấy là rửa chén rửa bát là đều là nước sông. Nước sông hết. Chỉ có nấu đồ ăn là nước lọc của mình thôi. Nhưng mà rồi ở đây tới bao lâu anh chị? Cái này cũng không biết nữa. Tới đâu vậy có hay tới đó? Mình làm mình cầu để cho nó có dư chút đỉnh. Rồi mình cũng không có còn ở dưới gầm cầu nữa, để nhiều khi đi ra đường thì mấy bạn bè nó ưa cái thằng đó ở gầm cầu thì mình thấy cũng muốn tự ái đó. Nhưng mà thiệt ra thì chỉ có hai anh chị không thì không sao, mà thấy có ba đứa nhỏ nữa thì em thiệt ra là em thấy cũng thấy tội cho ba đứa nhỏ, hai đứa con gái. Có thằng Út thì nó nhỏ xíu à, nó còn mới có 8 tháng à. Ủa là ba đứa nhỏ là chưa có đi học luôn? Nói chung là đứa lớn có, đứa lớn, có, đứa lớn có mà cũng như là làm cũng như cái tháng mưa gió gì nè, làm cũng như là không có tiền đó. Cái ở nhà không đi có tiền đóng hả? Tiền học á, bên nhà trường gỡ về hoài à. Rồi quay ngang cái vô chổng học bạn bè không biết chổng nó làm sao cái tự động nghỉ. Nhiều đêm cũng nằm suy nghĩ, ủa tại sao mà cái số phận sao mình vậy, mà sao mà con mình để vậy. Tính làm sao chứ, để con cái nó không học hành nữa, sau này nó lớn rồi nó không có lo được cái tấm thân của nó. Trời ơi đẹp chưa. Vậy con biết được con gì rồi? Con biết được con chó. Biết có mỗi con chó thôi. Mình sống nhà vui không?